Chúng ta chia sẻ đã có những cái điểm rất là đặc biệt so với những thương hiệu chăm sóc tóc khác. Và chúng ta đã có thời gian ra mắt và gây được tiếng vang tại thị trường làm đẹp châu Âu rồi. Vậy thì chị Hoa có thể đánh giá như thế nào về cái mức độ phù hợp của cái sản phẩm NH23 của chúng ta áp dụng vào với thị trường của Việt Nam nói chung, và đặc biệt là đối với dạng tóc của phụ nữ Việt Nam chúng ta nói riêng ạ? Vâng. Để có thể tiến hành chia sẻ thêm thì đối với NH23, cái mức độ phù hợp đối với người tiêu dùng Việt Nam giống như Hoa nói, đó là bây giờ chúng ta cũng rất là am hiểu và chúng ta luôn luôn mong muốn là có một hệ sinh thái cho các sản phẩm an toàn. Và với người phụ nữ Việt Nam thì cũng có thể nói là chúng ta sống trong một cái môi trường khí hậu nóng, ẩm, nhiệt đới, gió mùa, và tóc thường xuyên là có những cái sự hư tổn bởi do chính thời tiết, và cũng một phần nữa là không phải lúc nào chúng ta cũng có cái thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Vậy thì đấy chính là cái điều mà NH23 sẽ hoàn toàn phù hợp cho người phụ nữ Việt Nam trong góc độ đó là một sản phẩm rất an toàn, chăm sóc cho tóc và một khoảng thời gian rất ngắn và không phải đầu tư quá nhiều.